Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tính đến nay, toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC có gần 9,9 triệu khách hàng hưởng chính sách giảm giá bán điện với số tiền hỗ trợ là 1.176 tỷ đồng. Thực hiện việc hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, EVN-NPC đã sớm có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ đạo các đơn vị tăng cường dịch vụ khách hàng sau khi thay đổi giảm giá bán điện, thực hiện niêm yết chính sách hỗ trợ giá bán điện trên website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty và các công ty điện lực tại các điểm giao dịch, phòng giao dịch của các chi nhánh điện lực, tích hợp công cụ hỗ trợ khách hàng kiểm tra tiền điện, tiền được giảm giá hỗ trợ trên web. Tại các công ty điện lực, việc thực hiện giảm giá điện do dịch COVID-19 cũng được triển khai khẩn trương với đơn vị kinh doanh và sản xuất ngay trong kỳ ghi chỉ số đầu tiên ngày 16 tháng 4 năm 2020. Khách hàng sinh hoạt được áp dụng hỗ trợ giảm giá điện từ các kỳ hóa đơn tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020. Thực hiện miễn giảm và giảm giá tiền điện cho người dân và doanh nghiệp, các đối tượng được hưởng cái chỉ đạo của chính phủ về giảm giá điện. Thì để đảm bảo cái việc hỗ trợ của nhà nước là chính xác thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp với Tổng cục Du lịch, với các sở du lịch địa phương để xác định và hướng dẫn các cái công ty điện lực thực hiện miễn giảm tiền điện cho đúng đối tượng. Công ty Điện lực Nam Định cho biết, dự kiến toàn tỉnh Nam Định sẽ hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng COVID-19 khoảng 120 tỷ đồng. Riêng khu vực thành phố Nam Định, dự kiến khách hàng được hỗ trợ khoảng 25 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 88.000 khách hàng sinh hoạt và 6.000 khách hàng sản xuất kinh doanh được giảm giá điện. Tình hình tiêu thụ điện của tháng 4, tháng 5 thì bình quân mỗi một tháng gần 2 tỷ. Và như vậy là với cái chủ trương của ngành điện thì đã tiết giảm 10%. Thì có thể nói đây là một cái chủ trương rất kịp thời để giúp cho các cái doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau cái dịch. Thì chúng tôi thấy rằng là đây cũng là một cái chủ trương rất đúng và kịp thời giúp cho doanh nghiệp chúng tôi có thể nói rằng là nâng cao cái năng lực và cái khả năng cạnh tranh trong cái thời buổi mà khó khăn này. Cán bộ của phòng kinh doanh của điện lực thành phố đã hướng dẫn cho chúng tôi cung cấp những cái thông tin, ví dụ như giấy chứng nhận về khách sạn 3 sao đủ điều kiện để kinh doanh lưu trú thì làm thủ tục để chúng tôi được hưởng những cái chế độ ưu đãi như miễn giảm trừ từ điện kinh doanh sang điện sản xuất và sau đó giảm 10%. Thì cách làm thủ tục rất là nhanh gọn. Tại Quảng Ninh, ngành điện lực tại đây cũng đã thực hiện giá bán điện áp dụng trong khoảng thời gian 3 tháng để hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ chức tuyên truyền về giảm giá điện, giảm tiền điện trong khoảng thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, dán banner về chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện và bảng giá tiền điện sau khi giảm giá tại tất cả các điểm giao dịch khách hàng, các điểm thu tiền điện trên địa bàn toàn tỉnh. Bếp khách sạn chỗ tôi ấy, thì được thành phố chưng dụng để đón khách cách ly. Thì từ lúc mà được chưng dụng như thế thì tháng 5 vừa rồi ấy, thì bên chỗ chúng tôi cũng được giảm với mức giá điện là 35%, phù hợp với cái đón khách cách ly này. Bởi vì đón khách cách ly thì là chúng tôi đón khách là giá đã giảm so với các khách du lịch là 50%. Ngay sau khi mà có chỉ đạo của chính phủ đấy, ngày 16 tháng 4 đấy, thì chúng tôi đã xác nhận tất cả các cái khách hàng nằm trong cái diện mà được giảm giá tiền điện và được giảm tiền điện. Đồng thời là chúng tôi cũng dùng cái tất cả các phương tiện công nghệ thông tin và treo các cái banner standing ở tất cả các điểm giao dịch khách hàng cũng như là các cái trụ sở lớn để cho người dân và các khách hàng đã biết về cái chính sách giảm giá của ngành điện. Với những khó khăn thách thức ngay từ những ngày đầu năm 2020, tuy nhiên với sự nỗ lực của ngành điện nói chung, EVN-NPC đã cơ bản đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân, cấp điện cho các khu vực cách ly phòng chống dịch COVID-19 và các sự kiện chính trị địa bàn các tỉnh miền Bắc. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 41 NQCP ngày 9 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ
văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.